Lê Thanh, Thanh Nguyệt, xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chuyện Sài Gòn. Nguyệt này, thời tiết Sài Gòn mình dạo này khô hạn quá mà Thanh thì cứ đi công tác xa thường xuyên, cho nên là không có điều kiện chăm sóc cho cây kiểng. Chính vì vậy mà có một số chậu kiểng ở nhà Thanh bây giờ Nguyệt biết sao không? Đang trong tình trạng khô héo trơn à. Vậy hả, sao Thanh không chọn một số cây mà cần ít nước đó, ví dụ như xương rồng chẳng hạn? Thanh có nghe nói là xương rồng là chỉ mọc ở những nơi hoang dã, chứ ít ai mà dùng xương rồng để làm kiểng bao giờ. Đâu có, bây giờ người ta dùng xương rồng làm kiểng nhiều lắm, với lại là xương rồng còn ra hoa nữa mà. Ở đâu vậy Nguyệt? Chắc là Nguyệt đang nói đến Nam Mỹ đúng không nè? Nam Mỹ đâu mà Nam Mỹ, ngay tại Sài Gòn này nè. Không tin thì lát nữa Thanh xem trong chuyên mục Sài Gòn tập kỹ thì sẽ biết thôi. Còn bây giờ Thanh Nguyệt xin mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số thông tin trong chuyên mục Nhịp cầu mua sắm. Ngày 20 tháng 3, sàn giao dịch hạt điều, một hoạt động của lễ hội Quả Điều Vàng Việt Nam Bình Phước 2010, đã chính thức khai trương tại thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, kiêm trưởng ban tổ chức lễ hội ông Bùi Văn Thạch, thì sàn giao dịch hạt điều là mô hình giao dịch hiện đại lần đầu tiên được xây dựng ở Việt Nam, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và hội nhập kinh tế toàn cầu. Sàn giao dịch hạt điều được thành lập với hệ thống giao dịch hiện đại, cơ chế chào mua chào bán cạnh tranh minh bạch, các khách hàng dễ dàng tiếp cận tín dụng trong thời gian nhanh nhất. Và chế độ bảo hiểm giá sẽ giúp cho doanh nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh chính xác và hiệu quả, đồng thời tìm kiếm lợi nhuận thông qua các hoạt động đầu tư. Việc khai trương sàn giao dịch điện tử sẽ góp phần đưa ngành điều Việt Nam chiếm lĩnh vị trí số 1 trên thị trường thế giới và phấn đấu đạt kế hoạch xuất khẩu 1 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Theo Cục Trồng trọt, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã thu hoạch 1 triệu trong hơn 1 triệu 600 ngàn hecta lúa đông xuân với năng suất 6 tấn rưỡi một hecta. Dự kiến giữa tháng 4 năm 2010, vùng châu thổ này sẽ thu hoạch dứt điểm vụ lúa đông xuân. Tại một số địa phương, giá mua lúa khô theo tiêu chuẩn tại kho của các doanh nghiệp ở mức 4.200 đến 4.500 đồng một ký. Theo công ty lương thực Long An, giá lúa IR50404 phơi khô được thương lái mua tại nhà dân đang ở mức 4.200 đồng một ký. Lúa hạt dài thì 5.000 đồng, lúa thơm 5.300. Do đang trong thời kỳ thu hoạch rộ vụ đông xuân, nên Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA quyết định sau khi mua 1 triệu tấn gạo đợt 1, sẽ tiếp tục triển khai mua tiếp đợt 2 với số lượng 500.000 tấn nữa để ổn định giá lúa. Các công ty du lịch cho biết, sau thời gian tạm ngưng đưa du khách Việt Nam sang Thái Lan du lịch do biểu tình ở Bangkok, một số công ty du lịch đã mở tour trở lại. Công ty du lịch Viettravel cho biết, từ ngày 20 tháng 3 đã đưa các đoàn khách Việt Nam sang Thái với số lượng 50-70 khách một ngày. Công ty du lịch dịch vụ lữ hành Sài Gòn Tourist cho biết, ngày 21 tháng 3 đã có đoàn 27 khách khởi hành sang Thái Lan và kế hoạch các đoàn sẽ khởi hành đều trong các ngày tới. Công ty du lịch Fidis Tour sẽ có đoàn 20 khách khởi hành từ ngày 23 tháng 3. Vườn rau của ông Vũ Văn Hưng ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn được làm nhà lưới để ngăn ngừa sâu bệnh, hạn chế ảnh hưởng của thời tiết. Toàn bộ việc tưới tiêu được xây dựng theo quy trình khép kín, nước giếng khoan sâu 40 mét đã qua xử lý bằng hệ thống lọc tiên tiến. Mô hình này đã được gia đình ông Vũ Văn Hưng và nhiều hộ nông dân ở huyện Hóc Môn ứng dụng đạt tiêu chuẩn việt gáp, từ đó cung cấp rau sạch khắp thành phố. Một ngày tôi sản xuất là 3 tạ, đạt tiêu chuẩn về rau an toàn để mà cho nhân dân ta được tiêu thụ cho nó tốt. Rau được công nhận đạt tiêu chuẩn việt gáp sạch phải hội đủ các tiêu chí về kỹ thuật sản xuất, về an toàn thực phẩm với các biện pháp đảm bảo không có hóa chất nhiễm khuẩn hoặc ô nhiễm vật lý khi thu hoạch. Hiện trung bình mỗi ngày các vùng rau này cung cấp cho thị trường thành phố Hồ Chí Minh hàng chục tấn rau củ các loại. Tuy nhiên thị trường tiêu thụ của rau sạch vẫn chủ yếu là ở chợ. Số rau đạt tiêu chuẩn việt gáp được nhập vào các siêu thị chỉ chiếm số lượng nhỏ. Một ngày bình quân cái sản lượng của nông dân sản xuất ra thì khoảng 6-7 tấn. Trong đó thì cốp mát thì cũng ngày thì chỉ có khoảng 100 đến trăm mấy 200 ký thôi, còn nhiều thì phải tiêu thụ ra qua thương lái và cả luôn chợ đầu mối. Hiện nay, mô hình rau sạch theo tiêu chuẩn việt gáp đang được nhân rộng tại Hóc Môn, Củ Chi, theo đó sẽ là đầu mối rau sạch cho toàn thành phố. Giá cả của rau an toàn cũng không chênh lệch nhiều so với các loại rau được bán ngoài chợ.
Tuy nhiên, chất lượng và độ an toàn vệ sinh thực phẩm thì đã được kiểm định và đảm bảo mang lại dinh dưỡng, sức khỏe cho người tiêu dùng. Song để rau an toàn có chỗ đứng trên thị trường thì người nông dân rất cần những chính sách hỗ trợ từ phía các siêu thị, các đầu mối bán lẻ để có nguồn đầu ra cho rau sạch được ổn định hơn. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục Nhịp cầu mua sắm. Thưa quý vị và các bạn, Sài Gòn hình như không bao giờ ngủ. Đêm Sài Gòn đường phố vẫn nhộn nhịp đến tận khuya. Bên cạnh những đường phố ồn ào nhộn nhịp ấy là những xóm nghề lẩn khuất mà người dân nơi đây luôn thức trắng đêm với công việc của mình. Trong chuyên mục phóng sự qua ảnh kỳ này, chúng ta sẽ cùng phóng viên Hồng Thái một đêm ở xóm Nam Cải Khô. Nguyệt này, ngay từ đầu chương trình thì Thanh có nghe Nguyệt chia sẻ là Nguyệt sẽ giới thiệu cho Thanh cũng như là tất cả quý vị khán giả về một người nghệ nhân đã làm ra những cây xương rồng cảnh ở Sài Gòn. Đó là ai vậy Nguyệt? Thanh biết không, đó là nghệ nhân Ngô Thọ Trường ở phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Ông đã gắn bó với cây xương rồng hơn 30 năm nay. Và trong bộ sưu tập của ông có hơn 1.000 loại xương rồng lận đó. Để hiểu rõ hơn về nghệ nhân này thì Nguyệt xin mời Thanh và quý vị khán giả cùng gặp gỡ vua xương rồng ở đất Sài Gòn nha. Những ai đã từng đến thăm khu vườn xương rồng của nghệ nhân Ngô Thọ Trường, ngụ tại số 66 đường Lê Văn Chí, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, đều có cảm giác như lạc vào một thế giới khác lạ, thế giới của loài cây vốn chỉ sống ở nơi hoang mạc. Và có lẽ mỗi người đều tìm được cho mình lời lý giải vì sao giới chơi và kinh doanh hoa kiển ở Sài Gòn ngưỡng mộ gọi ông là vua xương rồng, người đang sở hữu nhiều giống xương rồng quý hiếm và bậc nhất ở Việt Nam hiện nay. Dù đã ở gần cái tuổi bát thập, nhưng ngày ngày người ta vẫn thấy ông cặm cụi chăm sóc cho những cây xương rồng gai góc. Với ông, đó không những là thói quen mà còn là niềm hạnh phúc được thỏa chí nghiên cứu và thả hồn với niềm đam mê cháy bỏng trong ông đối với loài cây gai ngốc nhưng không hề xấu xí. Cái năm đó là năm 1980, thì tôi đương đi làm ở xí nghiệp dược phẩm Trung ương 23, thì
vì lý do sức khỏe tôi xin tôi nghỉ tôi về Hữu Non. Thì ở nhà quen đi làm ngày hai buổi rồi, bây giờ ở nhà không biết làm cái gì, buồn chán lắm. Thành ra tôi mới xách xe tôi đi vòng vòng, tôi đi đến mấy cái vườn kiện á, thì tôi coi người ta trồng, thì thấy cái ông đó tên là ông Ba Ẩn ở quốc lộ 13, ông đưa cào bỏ xương rồng để ông trồng cây đương thực. Thì tôi mới thấy vậy, thì tôi lại tôi mua ông. Ông không cho, không bán, ông tặng không cho tôi. Thế là tôi đem về tôi trồng. Thì sau thời gian đừng dù vài tháng thì thấy có kết quả là cây xương rồng nó lên tươi mát mà rất đẹp. Từ đó tôi đam mê, bắt đầu lại đi tìm tòi thêm, đi các nơi khác thu thập về trồng. Thì nói ngay lúc đó cũng có nhiều người đến quả qua, chê cũng có mà khen cũng có. Thì cái người mà họ mê xương rồng thì họ khen, họ thích. Còn cái người mà họ không mê thì họ đến họ nói trồng ba chi cái đồ, ba cái đồ gai ốc này vô bổ. Hơn 30 năm theo nghề trồng và lai tạo xương rồng, ông Ngô Thọ Trường đã gây dựng được một gia tài mà ai cũng phải khâm phục và ngưỡng mộ, hàng triệu cây với hơn 1.000 chủng loại khác nhau. Trong số đó có những cây xương rồng quý hiếm mà ông nhờ mua tận Nam Mỹ. Mảnh vườn độc đáo ấy nào phải đâu chỉ có công sức và tiền của mà ông đã đầu tư. Chỉ riêng việc buộc những cây xương rồng khó tính nơi xứ người phải trụ chân và khoe sắc trong điều kiện khí hậu thổ nhưỡng ở Sài Gòn đã là một công trình thử nghiệm và nghiên cứu đáng trân trọng của ông. Bắt đầu rất khó, bắt đầu là thì thế này đó. Mình cũng chưa có hiểu rõ về cái cuộc sống của nó. Thành ra trồng thì nó hao hụt cũng rất nhiều. Một phần nữa thì chưa có biết cái cách để mà lai tạo ra. Cũng chưa có biết cái nguồn để mà mua hạt giống mới về. Do đó là những cái năm đầu có thể nói là rất khó khăn. Có khi 10 hột lên được có một cây. Mà mua một lần mấy chục gói như vậy đó, lên được khoảng 10-20 cây. Thành ra nếu mà tính ra đó là lỗ. Là vì trả một năm vậy đó, mua về cả 5-10 ngàn đô la mà không có được bao nhiêu cây để bán. Mà không phải là ươm lên rồi có ngay để bán, mà còn muốn có bán là phải từ cái cây giống đó nhân ra số lượng nhiều. Thành ra phải mất thêm tới 2-3 năm nữa. Phải nói rằng cái này là cả một cái sự kỳ công của tôi kéo dài suốt bao nhiêu năm. Bao nhiêu lần thất bại, những tưởng đã làm ông Trường nản chí, nhưng nào ngờ nó lại hung đúc thêm cho ông nhiều tâm huyết để giải mã bao thử thách của niềm đam mê. Và dường như cây cũng không muốn phụ lòng người. Nhiều giống xương rồng mới đã được ông lai tạo thành công và thuyết phục được cả những nhà khoa học. Tại Hội Hoa Xuân thành phố Hồ Chí Minh năm 1985, ông Năm Trường đăng ký dự thi nhiều tác phẩm xương rồng do chính ông trồng nhân giống và đã giành được 17 giải thưởng, 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 4 huy chương đồng và 10 giải khuyến khích. Danh hiệu vua xương rồng mà nhiều người phong tặng cho ông đã trở nên lấp lánh và tỏa sáng hơn. Mỗi năm, nghệ nhân Ngô Thọ Trường còn sưu tầm hơn 10 triệu hạt giống để làm phong phú thêm vườn xương rồng của mình. Từ những giống xương rồng cũ, ông lai ghép với giống mới để cho ra những loại xương rồng hoa to, màu sắc đẹp hơn. Khu vườn của ông đã trở thành trại thực nghiệm, giúp ích cho nhiều sinh viên các trường đại học đến tham quan, học tập mô hình, cũng như làm đề án tốt nghiệp. Nghệ nhân Ngô Thọ Trường cho biết thêm, thời gian tới, ông sẽ tiếp tục nhân giống để có thêm những loại xương rồng mới. Với những giống mới, hoa đẹp, ông hy vọng có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của những người chơi kiểng và cũng để thỏa mãn thú chơi tao nhã của mình. Chuyên mục Sài Gòn Tạp Kỹ vừa rồi đã khép lại chương trình Chuyện Sài Gòn. Chúng tôi hy vọng đã mang đến cho các bạn những câu chuyện thú vị về Sài Gòn.
Chương trình Chuyện Sài Gòn kỳ tới sẽ được phát sóng vào lúc 18 giờ 15 phút tối thứ bảy trên kênh Đồng Nai 1 và được phát lại vào lúc 5 giờ 30 sáng chủ nhật trên kênh Đồng Nai 2. Còn bây giờ, Lê Thanh và Thanh Nguyệt xin kính chào tạm biệt.